Tuấn Anh và Thư Kiều xin gửi lời chào sức khỏe, bình an và may mắn năm mới đến bà con nông dân và quý khán giả của bản tin 365 ngày chuyển động. 365 ngày chuyển động hôm nay sẽ có thông tin nông nghiệp hữu ích nào? Mời bà con điểm qua cùng chúng tôi. Nông dân Gia Lai bắt kịp xu hướng chơi hoa của khách hàng, thu nhập 400 triệu nhờ bán hoa hồng. Người dân xứ sở ngàn hoa mê lan hồ điệp. Nhịp sống Tết sôi động, nhiều siêu thị mở cửa trở lại phục vụ người dân. Đầu năm xong đất vườn cà chua trái cây độc đáo tại huyện Đức Trọng, Lâm Đồng với mong muốn một năm mưa thuận gió hòa. Kính thưa bà con, mùa xuân Kỷ Hợi năm 2019, Thư Kiều nghĩ là nông dân trồng hoa lan Đà Lạt sẽ rất là vui, bởi vì mấy năm nay lan hồ điệp địa lan vẫn giữ vững vị trí là loài hoa cao cấp được khách hàng ưa chuộng. Năm nay dù thời tiết không thuận lợi cho lắm, nhưng mà ông trời vẫn thương nông dân để giá hoa vẫn cao ngất ngưỡng, hút hàng và xu hướng người chơi hoa lan ngày càng nhiều. Mỗi khi Tết đến, nhà nhà đều mong muốn rinh những chậu địa lan, lan hồ điệp như thế này về để mà chưng Tết. Theo tổng hợp tình hình thì năm nay lan hồ điệp cháy hàng, trong khi quất mai ứ động vì mai nở bung sớm cho nên ít được lựa chọn. Theo ghi nhận của phóng viên tại Lâm Đồng, hơn 100 gian hàng bán hoa cây cảnh tại chợ Hoa Xuân Bảo Lộc thì đã có 20 gian hàng bán hoa lan hồ điệp. Lan hồ điệp được bán với giá từ 160 đến 200 ngàn đồng một cây và địa lan bán từ 200 đến 250 ngàn đồng một cành. Có người bán hết về ăn Tết sớm. Cùng với lan hồ điệp thì các loại hoa đặc trưng của Đà Lạt như hoa cúc đồng tiền, màu gà, lay ơn, lily vẫn được giữ nguyên giá và đang được người dân lựa chọn để chơi Tết. Tôi cảm nhận là mỗi năm sở thích chơi hoa kiểng của mỗi người lại khác nhau và mỗi vùng lại càng thể hiện rõ hơn điều đó. Và điều này cho thấy là sự phụ thuộc ở mức sống của mỗi gia đình và tâm linh của mỗi người khi mà lựa chọn một loại hoa kiểng. Bên cạnh một bộ phận người dân thích những loại hoa mới, nhập ngoại, độc lạ, thì vẫn còn nhiều người dành ưu ái và sở thích cho hoa hồng, có hoa hồng ngoại và cổ xưa. Dịp Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019 này, một nông dân ở thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai là anh Đặng Quang Quyết đã xuất bán gần 4.000 chậu hoa hồng các loại, thu hàng trăm triệu đồng. Hoa hồng được khách hàng đặc biệt quan tâm nhất, đặc biệt đó là hồng bonsai. Xu hướng chơi hoa luôn có sự thay đổi. Vì sao người mua lại thích hoa hồng? Sau đây là những lý giải của người bán. Được biết, vườn hồng Hà Quyết là một trong những vườn hồng có diện tích lớn nhất nhì thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, với diện tích gần 1 hectare. Những cây hoa hồng cao nhất là 3 triệu đồng, còn loại thấp nhất là 60.000 đồng nên dễ mua. Xu hướng này được trỗi dậy vì hồng ra hoa quanh năm. Hoa to đưa về chơi Tết xong, có chăm sóc và sang năm khác lại chơi tiếp. Rất khác biệt, thời tiết năm nay khá thất thường, khiến mai bung nụ nở sớm, còn giá hoa hồng lại khá thuận lợi, nên hoa hồng nở đúng độ. Năm nay, hoa hồng thắng đậm hơn các loại khác tại Gia Lai. Du xuân tới Tây Nguyên với các loại hoa và không khí mát mẻ rồi, thì chúng ta cũng mời bà con đến với miền Tây, cũng có một vương quốc hoa đa dạng, phong phú các loại hoa kiểng. Tôi biết là Thư Kiều chắc là đang muốn nói đến làng hoa Sa Đéc đó thưa bà con. Tôi nhớ là Thư Kiều đã từng đi thăm làng hoa này rồi đúng không? Và trong cái chuyến đi đó chị rất là vui vẻ và hào hứng. Vâng, đúng rồi đó anh Tuấn Anh. Thưa bà con, là người trải nghiệm thì mới truyền cảm hứng được cho khán giả. Thật sự là làng hoa Sa Đéc đang phát triển, người dân vừa trồng hoa bài bản hơn, kết hợp làm du lịch. Khi về thủ phủ hoa của miền Tây thì anh Tuấn Anh và bà con sẽ lựa chọn được nhiều loại hoa đặc thù, giống mới, giống cũ. Và điều đặc biệt là người dân nơi đây vẫn còn lưu giữ và tự hào về loài hoa hồng bốn mùa lan tỏa sắc hương. Loài hoa hồng bốn mùa lan tỏa sắc hương mà Thư Kiều vừa nói chắc chắn là những loại hoa hồng cổ xưa như là hồng nhung, hồng lửa hay là hồng nữ hoàng đúng không? Vâng, đúng là như vậy. Nhân dịp du xuân vui tươi, tôi mời bà con và quý khán giả ghé sang thủ phủ hoa để ngắm các cành hồng cổ này. Làng hoa Sa Đéc hơn 300 năm tuổi, với 3.000 hộ làm nghề trồng hoa kiểng, diện tích 527 hectare, tập trung chủ yếu ở phường Tân Quy Đông và xã Tân Khánh Đông. Bên cạnh những loài hoa đặc thù khác, thì hoa hồng vẫn được xem là hoa chủ đạo, chiếm 20% diện tích trồng hoa kiểng nơi đây. Tại đây, có rất nhiều nhà vườn hoa hồng nổi tiếng. Những khu vườn này hiện được đầu tư rất bài bản, với hệ thống nhà lưới, nhà màng, phun tưới, gian trồng hoa kiên cố. Đặc biệt, bên cạnh việc nhạy bén cập nhật, thuần dưỡng các giống hoa mới, nông dân chuyên canh tác hoa hồng ở làng hoa Sa Đéc luôn ý thức gìn giữ những giống hoa hồng bao đời gắn bó với nơi đây. Thực sự là người đam mê mới tạo nên cảm hứng chăm sóc hoa hồng đẹp rạng rỡ.
Khi chăm sóc hoa hồng là phải nhớ rõ tính nết từng loài, tùy theo loại mà phải biết cách để tưới nước chăm sóc phù hợp. Hoa hồng ở làng hoa Sa Đéc được sản xuất liên canh nên hoa hồng quanh năm khoe sắc. Hoa hồng ở làng hoa này phong phú từ chủng loại đến màu sắc, kiểu dáng, gồm hồng nhung đỏ thắm, hồng lửa rực rỡ, hồng keo ray, hương thơm nồng nàn, dịu dàng, hồng rũ, hồng bụi Euro, hồng tiểu muội xinh xắn. Kính thưa bà con, không khí mùa xuân mấy ngày nay rất là vui vẻ và nhộn nhịp. Một số ngành nghề đặc thù thì mọi người cũng đang dần quay lại với công việc. Như là hệ thống các siêu thị sau khi đóng cửa từ chiều 30 Tết, 8 giờ sáng mùng 2 Tết, hệ thống siêu thị Co.opmart đã bắt đầu mở cửa trở lại để phục vụ người dân. Vì là ngày hoạt động đầu tiên cho nên siêu thị chỉ mở cửa phục vụ người dân trong buổi sáng mà thôi. Theo ghi nhận, trong ngày đầu tiên mở cửa, lượng khách đến siêu thị đã khá đông, chủ yếu là mua các mặt hàng thiết yếu, đặc biệt là các mặt hàng tươi sống như là thịt cá, rau củ quả. Tất cả các mặt hàng này đều là hàng bình ổn Tết với giá ưu đãi. Đến mùng 3 thì nhiều siêu thị khác cũng mở cửa phục vụ người dân như hệ thống siêu thị Bixi, hệ thống Vinmart và trung tâm thương mại Vincom, nhưng chủ yếu cũng mở cửa buổi sáng. Sáng ngày mùng 4 Tết, hầu hết siêu thị trung tâm thương mại hoạt động trở lại bình thường. Đại diện các siêu thị cho biết, năm nay lượng hàng hóa sau Tết vẫn dồi dào, hàng hóa phong phú đa dạng cho nên người dân không lo sốt hàng sốt giá. Siêu thị là hệ thống tiêu thụ nông sản hiệu quả cho nông dân. Các địa phương đang triển khai thúc đẩy chuỗi liên kết để đưa nông sản của nông dân vào các siêu thị. Bởi tâm lý của thư kiều hay là bà con đều tin tưởng hàng siêu thị vì chất lượng, an toàn sức khỏe. Vậy để nông sản vào được kênh tiêu thụ này thì nông dân phải sản xuất sạch, việt gáp hay là lô bình gáp. Tỉnh Lâm Đồng đã và đang triển khai các chương trình hành động, củng cố và nâng cao các hoạt động cho các hợp tác xã nông nghiệp, thúc đẩy liên kết giữa hợp tác xã nông nghiệp với các doanh nghiệp. Đến nay, toàn tỉnh thống kê được 120 chuỗi liên kết giá trị từ sản xuất, sơ chế, chế biến đến tiêu thụ với sự tham gia liên kết của 75 doanh nghiệp, 35 hợp tác xã, 42 tổ hợp tác, cơ sở nhỏ lẻ và 12.570 hộ nông dân. Phần lớn nông dân đã liên kết với doanh nghiệp theo chuỗi khép kín từ sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Trong đó có 68 chuỗi liên kết đã được các tổ chức trong nước và quốc tế chứng nhận về chất lượng sản phẩm. Các sản phẩm tiêu thụ qua chuỗi, đặc biệt đối với các sản phẩm rau củ quả tươi, tiêu thụ tại các thị trường cao cấp, có tăng giá trị sản phẩm cao hơn từ 20 cho đến 25%. Từ nay đến năm 2023, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục đẩy mạnh phát triển lên 200 chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản đối với tất cả các loại nông sản chủ lực. Kính thưa bà con, xóa bỏ sản xuất manh mún nhỏ lẻ, hướng nông dân sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị, chất lượng nông sản sẽ tăng lên, xuất khẩu thuận lợi sẽ tăng được lợi nhuận cho nông dân. Những năm gần đây, nông nghiệp Việt có nhiều điểm sáng gây chú ý cho doanh nghiệp, một trong những mấu chốt quan trọng của chuỗi giá trị. Hãy cảm ơn những người tìm về nông nghiệp, đó là nhận định của người đứng đầu ngành nông nghiệp nước ta. Trong bối cảnh xuất khẩu nông sản năm 2018 đạt con số 40 tỷ đô la Mỹ chưa từng có trong lịch sử. Vậy những người tìm về nông nghiệp hiện nay gồm những ai, đã đóng góp như thế nào vào sự phát triển này? Từ trước đến nay, lĩnh vực nông nghiệp vẫn được đánh giá là khó thu hút các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI. Tính đến đầu năm 2018, tổng vốn FDI vào nông nghiệp là 3 triệu 500 đô la Mỹ với 514 dự án. Lĩnh vực chế biến xuất khẩu gỗ, số lượng doanh nghiệp FDI chiếm 40%. Ngành chăn nuôi doanh nghiệp Việt chiếm 70%, lấn át doanh nghiệp FDI. Các doanh nghiệp đều phát triển tốt, đồng hành với nông dân sản xuất, chế biến và tiêu thụ. Ngược lại, nông dân đã nắm bắt cơ hội của mình để tìm đầu ra cho nông sản khi kết nối chặt chẽ với doanh nghiệp. Đây là yếu tố tạo mảnh đất màu mỡ cho các doanh nghiệp khai thác, họ tìm về với nông nghiệp nhiều hơn. Người đứng đầu nông nghiệp Việt Nam cũng khẳng định, không có những doanh nghiệp mạnh dạn tìm về nông nghiệp, chúng ta khó có thể đạt được những kết quả như hôm nay. Đó là một sự ghi nhận bước đầu. Tính đến đầu năm 2018, tổng vốn FDI vào nông nghiệp là 3 triệu 500 ngàn đô la Mỹ với 514 dự án, chỉ chiếm 1%. Nhưng chỉ trong vòng 2 năm trở lại đây, số doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp đã tăng gần 2 lần. Hiện cả nước có khoảng 49.600 doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp. Bởi sự liên kết giữa nhà nước, nhà nông, doanh nghiệp đã tạo ra phương thức sản xuất mới, tạo động lực cho mối liên kết với nông dân bền chặt. Điều còn lại là chính phủ có chính sách khuyến khích những cá nhân, doanh nghiệp tìm về nông nghiệp, nông thôn. Dân cảm ơn những người đã tìm về giới nông nghiệp.
Nhưng không thể phủ nhận, tiềm năng của nông nghiệp là rất lớn, là mảnh đất màu mỡ cho những người mê và muốn kinh doanh nông sản. Sông đất đầu năm, chúng tôi muốn mời quý khán giả và bà con đến với vườn cà chua trái cây của một phụ nữ rất là táo bạo, vì hướng lập nghiệp của chị hoàn toàn không giống ai. Không giống ai là bởi vì cà chua trái cây là sản phẩm trồng và chăm sóc khá mới lạ. Việc tìm đầu ra cũng hết sức là khó khăn. Vậy mà chị đã thành công đó thưa quý khán giả. Chị Kiều Anh sẽ mang đến không khí vui tươi đầu năm tại vườn cà chua trái cây này. 6 năm gắn bó với nghề nông, ít ai có thể tưởng tượng cô gái nhỏ nhắn này hiện giờ đang sở hữu một khu vườn có giá trị tiền tỷ với các giống cây trồng độc đáo. Đáng kể nhất là giống cà chua trái cây được chị thử nghiệm cách đây 4 năm. Chị chính là Phạm Thị Xuân Thủy, một cô gái Đà Lạt nhưng lại chọn dùng đất Đức Trọng để lập nghiệp. Hiện tại những cái sản phẩm chính ở trong farm đó là các cái giống cà chua, mà đặc biệt là cái giống fruit tomato cà trái cây. Thì tất cả những cái sản phẩm trong farm là từ cà chua, rau, dưa lưới, chanh dây và những cái sản phẩm khác thì dâu tây, thì đều canh tác theo cái quy trình đó là gần như là hữu cơ hoàn toàn. Hiện chị Thủy có 2 khu vườn canh tác cà chua trái cây, đồng thời cho khách đến tham quan trải nghiệm và hái cà chua trực tiếp trên vườn. Những ngày xuân, khu vườn này luôn rộng cửa để đón du khách, và bất cứ ai thử qua hương vị cà chua này đều để lại những ấn tượng khó quên. Đầu tiên là tôi cảm thấy là đây là một cái mô hình rất là mới với là hấp dẫn. Cái giống này thì nó cũng rất là đặc biệt. Ăn thì cái hương vị nó ngon. Nó có thể là thay vì ngày xưa thì mình hay sử dụng cái cà chua kia để chế biến món ăn thôi. Thì nay có thể là lấy cái sản phẩm này tạo thành một cái dạng như là trái cây tráng miệng, thấy cũng rất hay. Điều đặc biệt ở vườn cà chua này là chủ nhân của khu vườn dùng một loại dung dịch đặc biệt điều chế từ trứng, sữa, mật mía, được lên men, sau đó cung cấp cho hệ thống tưới nhỏ giọt, đưa dinh dưỡng trực tiếp tới gốc. Một khu vườn hoàn toàn sạch sẽ, với giá thể được xử lý kỹ lưỡng, hoàn toàn không có thuốc bảo vệ thực vật và phân bón hóa học. Những trái cà chua trái cây, cà chua trứng sữa đã trở thành một thương hiệu nông sản rất nổi tiếng của Lâm Đồng. Và nếu như đến tại khu vườn này thì quý vị có thể ăn ngay những trái cà chua ở tại vườn mà không lo ngại bất cứ thành phần thuốc bảo vệ thực vật độc hại hay là phân bón hóa học nào. Để tạo được niềm tin cho khách hàng, chị Thủy luôn tìm kiếm những địa phương canh tác sạch nhất có thể. Các công thức phân bón của chị không chỉ được cung cấp dưới rễ, mà còn được phun lên cây để phòng côn trùng dịch bệnh. Với cách làm này, sản phẩm cà chua trái cây có mùi vị rất thơm và ngọt. Đồng thời, chị cũng đã thành lập công ty với thương hiệu Happy Farm, mong muốn khẳng định thương hiệu và đưa những sản phẩm tốt nhất đến người tiêu dùng. Happy Farm thì nó mang ý nghĩa với mình đó là một cái nông trại vui vẻ, có nghĩa là bước vào farm làm việc thì bản thân mình phải vui vẻ, nông dân phải vui vẻ và các cái công nhân ở trong nhân viên làm việc cho mình cũng phải vui, cảm giác là làm và vui, cảm giác như cảm nhận được cái cuộc sống nó vui vẻ và những cái sản phẩm của mình làm ra mình nó sạch hoàn toàn thì mình đưa tới tay người tiêu dùng sử dụng nó cũng cảm thấy hài lòng và vui vẻ, nên đó là cái mà sự vui vẻ hài hòa và cái sự hài lòng của cộng đồng là cái những cái tiêu chí mà farm muốn hướng tới. Sau hơn 3 năm vất vả tìm đầu ra cho sản phẩm, đến nay cà chua trái cây đã hoàn toàn có chỗ đứng trên thị trường. Năng suất bình quân một năm đạt 10 tấn trên 1.000 mét vuông. Có những tháng chị Thủy không đủ hàng cung cấp, dù hiện tại chị đã mở rộng thêm 2 vườn với diện tích trên 5.000 mét vuông. Mặc dù với mức giá khá cao so với giá cà chua thông thường, nhưng vẫn được người tiêu dùng ưa thích vì hương vị cũng như quá trình canh tác rất an toàn, sản phẩm tươi đẹp và rất sạch. Ngày đầu năm, bài một dĩa cà chua trái cây mời khách chắc chắn sẽ để lại ấn tượng với gia chủ, và dùng đất Lâm Đồng được thiên nhiên ưu đãi cho ra đời những nông sản đặc sản độc đáo này. Hương vị lạ miệng và đặc biệt là an toàn cho sức khỏe. Cà chua chăm sóc sắc đẹp cũng tốt nữa, cho nên tôi nghĩ đây sẽ là sự lựa chọn cho khách hàng có mức sống cao, vì giá cả cà chua trái cây mắc hơn nhiều lần so với cà chua thông thường. Rất tiếc là tôi chưa có dịp trải nghiệm vườn cà chua này. Hẹn gặp lại bà con và quý khán giả, chúng tôi sẽ thông tin thêm cái thị trường và giá cà chua này ở các bản tin sau.
Chúc bà con và quý khán giả sản xuất luôn trúng mùa được giá. Hẹn gặp lại bà con và quý khán giả trong bản tin ngày mai.